Khắp trong mười phương cõi thị hiện vô lượng thân, biết thân từ duyên khởi, rốt giáo không chấp trước. Nương nơi trí không hai xuất hiện nhân sư tử, chẳng chấp pháp không hai, biết không hai chẳng hai, biết rõ các thế gian như diệm như ánh bóng, như vang cũng như mộng, như huyễn như biến hóa, như vậy tùy thuận vào nơi chư Phật tu hành thành tựu trí phổ hiền, chiếu khắp sâu pháp giới. Chúng sinh cõi nhiễm trước, tất cả đều xả lìa mà khởi tâm đại bi, tịnh khắp các thế gian. Bồ tát thường chánh niệm, luận sư tử diệu pháp, thanh tịnh như hư không mà khởi đại phương tiện, thấy đời thường mê đảo, phát tâm đều cứu độ, sở hành đều thanh tịnh, khắp cùng các pháp giới. Chư Phật và Bồ tát, Phật pháp thế gian pháp nếu thấy đó chân thật tất cả không khác biệt như lai tạng pháp thân khắp vào trong thế gian tuy ở tại thế gian nơi đời không chấp trước ví như nước trong sạch hình bóng không đến đi pháp thân khắp thế gian nên biết cũng như vậy như vậy lìa nhiễm trước thân đời đều thanh tịnh sáng suốt như hư không tất cả không có sinh biết thân không hết được không sinh cũng không diệt, chẳng thường chẳng không thường, thị hiện các thế gian, diệt trừ các tà kiến, khai thị nơi tránh kiến, pháp tánh không đến đi, chẳng chấp ta của ta, ví như nhà huyễn thuật, thị hiện đủ thứ việc. Nó không từ đâu đến, cũng chẳng đi đến đâu, tánh huyễn chẳng có lượng, lại cũng chẳng không lượng, ở trong đại chúng đó, thị hiện lượng vô lượng dùng tâm tịch định này tu tập các căn lành sinh ra tất cả phật chẳng lượng chẳng không lượng có lượng và vô lượng thảy đều là vọng tưởng thấu đạt tất cả cõi chẳng chấp lượng vô lượng pháp chư phật thâm sâu rộng lớn sâu tịch diệt trí thâm sâu vô lượng biết các cõi sâu đó bồ tát lìa mê đảo tâm tịnh thường liên tục khéo dùng sức thần thông độ vô lượng chúng sinh